Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo nha. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm một cái vlog. Mặt nhiều mụn quá. Ê, nó mới hiện bây giờ. Hôm nay mình sẽ làm một clip gọi là chạy Max Speed cầu Nhật Tân với con xe của mình. Đâu, quá được luôn đấy chứ. Đây anh em ạ, đi giày rồi. Ê, có quần rách gối. Đê, anh em ơi, nhấn thang máy thôi. Chúng ta chuẩn bị lên đường. Ê, được luôn. Chìa khóa đây à? Lớn lên người xong mẹ bây giờ vì một đứa con gái. Nếu hiểu kiểu gì. Tôi chết con cụ thì đỡ rộng đất. Mày đi ra đi. Chết cụ thì đỡ rộng đất. Ê, này, mày làm sao ấy? Thâm à, anh đùa tí. Thế bây giờ nhá, em đã chuẩn bị hành trang. Giờ đi chết cũng phải chuẩn bị hành trang. Thế bây giờ quần áo đẹp như này, em này để lại cho anh đi. Bây giờ anh mặc quần áo lạnh quá. Để anh đi. Mỗi cái điện thoại. Điện thoại. Mày đi rồi. Trong túi có quần nào. Rồi, anh xin. Thế nhá, đi. Đây, anh kia, đây. Ôi, nó nhảy thật à. Trời. Mày điên à. Thế bây giờ nhá. Em còn một cái điện thoại, anh lấy nốt một. Anh cho mày cơ hội làm lại cuộc đời, được chưa? Được chưa, anh cho mày cơ hội làm lại cuộc đời. Được chưa? Đáng sống quá. Bây giờ mày đi theo anh. Đấy, anh cho mày lựa chọn, mày đảm bảo, anh đảm bảo mày không muốn chết nó luôn được chưa? Đây, mày đi đây, đây. Đây, tao cho mày ngồi như đây luôn, mày ngồi đây. Tao cho mày đóng 199 chết con phụ mày luôn. Đấy, để xem. Loại này không cho đội mũ anh em ạ, không mũ đâu. Có mỗi nón ở tôi đây. Con biết bây giờ mẹ chớ tin con. Mày đi làm vòng nữa. 199 nhá. Thôi, nào. Thế nào không có muốn chết được không? Thôi, xin lại cho em về đi anh ạ. Anh trả lại thoại mày. Có. Người yêu đâu? Gọi cho người yêu xem. Chặn em mất rồi anh ạ. Có ai cả gì thì chặn. Thôi, hôm sau về kiếm con khác. Khổ ai lìn ra. Anh chửi em về.
Rồi về á. Ừ. Anh đi chậm chậm. Nhà đâu? Nhà ừ, đi chậm. Nhà đâu? Nhà em ở Hà Đông. Ờ đây, anh lại phải về. Vâng. Rồi, khổ vãi lìn rồi. Dạ vâng ạ. Lấy giấy tờ xe. Vâng, anh chờ em xíu. Vô về đấy. Dạ. Vô về. Em đi hóng gió với thằng em. Dạ. Cái này nó bật rồi em. Dạ vâng, được. Em quay đường ấy. Nó cứ nhiều. Cái này phải sạc pin bình thường luôn đó. Dạ vâng, pin của nó thì quay được 1 tiếng thôi anh ạ. Chắc khắc sự thanh niên Hồng Kông, đây là Hà Nội. Xin của tao, sao cơ. Đừng có sai bật sân hàng bộ, trung tâm bậc nhất vẫn là bờ hồ. Hà Nội xin của tao, đây, sao cơ. Dân mặt tôi vẫn là một trong mấy thằng lô lê vẫn luôn vẫn. Hà Nội xin của tao. Đây cơ ông ạ, sao? Nhà em ở đâu? Nhà em trên đây ạ. Trên đây á? Vâng. Phá lìn. Nó ở chung cư cậu giàu ấy gì? Thôi á. Em đi xuống ạ. Ờ, em chào bạn nhá. Vâng, em chào anh. Tao quay lại mày cho bố mẹ mày xem nhá. Thất tình nhỉ? À thế à. Cảm ơn. Ờ. Thôi à. Lần sau muốn chết gọi anh nhá. Chắc tôi cũng về nhà đi ngủ ấy không ạ.